Trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh COVID-19, việc giãn cách xã hội là cần thiết để ngăn chặn dịch. Vì vậy, tại nghị quyết số 86 vừa ban hành, Chính phủ yêu cầu các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ phải quán triệt nghiêm chủ trương 1, tổ chức thực hiện 10, đảm bảo chặt chẽ, thực chất. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giãn cách xã hội hình thức hoặc ngoài chặt trong lỏng, phải xác định được cụ thể và bảo vệ được thực chất các vùng xanh, có biện pháp lộ trình cụ thể để chuyển vùng vàng thành vùng xanh, vùng cam thành vùng vàng và khoanh chặt thu hẹp vùng đỏ. Trong thời hạn 28 ngày, phải kiểm soát được tình hình trên địa bàn, phải cô lập được các vùng đỏ ở phạm vi hẹp nhất. Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15 tháng 9. Các tỉnh như Bình Dương, Long An, Đồng Nai phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 1 tháng 9 năm 2021. Các tỉnh thành phố khác phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 25 tháng 8.